khán giả của chương trình Đất Việt TV, người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đẩy dân miền Nam xuống bờ vực thẳm, người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người thì bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết Cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ Cộng sản, đi tìm tự do trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh, dày vò cuộc đời của họ, cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên chiếc thuyền đưa 22 người xuất phát từ Rạch Sỏi, Rạch Giá vào tháng 4 năm 1984, chạy trốn chế độ Cộng sản, đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì 7 lần gặp hải tặc Thái Lan tấn công, chúng cướp của, hãm hiếp và cho thuyền lớn của chúng đâm chìm chiếc thuyền của thuyền nhân, nên chỉ có một người sống sót, 21 người còn lại chìm xuống lòng đại dương. Câu chuyện có tiêu đề Tội ác của loài quỷ dữ, tác giả Văn Trường. Mời quý thính giả lắng nghe. Nguyễn Thị Hoa Mai là một nữ sinh diễu hiền trong trắng của một trường trung học công giáo tại Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản miền Bắc tung hoành hàng trăm ngàn chiếc nón cối và vài ba trăm ngàn đôi dép râu vào dập nát mảnh đất miền Nam tự do của chúng ta. Thì lúc đó Mai mới chỉ là cô gái lứa tuổi của ô Mai ngọc ngà đầy mộng mơ. Mai là một cô gái mình hạt sương mai, nước da trắng như bông bưởi, duyên dáng mặn mà, một chút nhí nhảnh, dễ thương và rất thông minh. Mỗi ngày cặp sách tới trường, Mai thường diện một bộ đồ trắng tươi, một chiếc nón cũng nền trắng nhưng được trang trí văn hoa rất điệu đà. Mai đã có không ít những chàng sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn thường hay bám sát những bước chân của Mai từ trường về nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, khi sắp tới cửa để chuẩn bị vào nhà, Mai cũng chỉ tặng các chàng một nụ cười duyên dáng rồi biến mất sau khung cửa. Ông thân sinh của Mai là một quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người lĩnh chuyển can trường, không bao giờ chịu đổi trời chung với Cộng sản Bắc Việt. Ông là một trong những người theo gia đình di cư vào Nam đầu tiên sau Hiệp định Geneva chia đôi đất nước ta có hiệu lực. Ông lập gia đình với mẹ Mai sau khi công cuộc di cư đã ổn định vào khoảng năm 1955. Cô gái dễ thương có cụm tên đầy đủ là Maria Teresa Nguyễn Thị Hoa Mai được sinh ra vào năm 1959 với sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ và họ hàng. Vì là gia đình công giáo, cha mẹ của Mai lại là những tín hữu ngoan đạo, nên cho dù chỉ sống với nhau có 9 năm ngắn ngủi, mẹ Mai cũng cho ra đời được 8 người con, đa số là con gái, cũng vì đạo công giáo không cho phép ngừa thai. Ngoài ra, trước khi từ giã cõi đời, ông thân của Mai lại đã ưu ái tặng cho mẹ Mai một cặp song sinh, chính là hai cô em út xinh đẹp của cô.
Ông thân sinh của Mai đã anh dũng hy sinh trong cuộc hành quân tiêu trừ cộng sản và đã phơi thay ngoài sa trường biệt vô âm tín. Sau khi bố Mai đã hy sinh vì tổ quốc, gia đình Mai một dạo cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng may một vị sĩ quan cao cấp của quân đội thấy tình cảnh mẹ của con côi đã cho mẹ Mai vào làm việc hành chánh trong một cơ sở của quân đội. Ngoài ra, bà ngoại của Mai cũng đã bao bọc cho mẹ con Mai rất nhiều trong giai đoạn đó. Mai là người con thứ hai trong gia đình nên cũng vất vả. Ngoài giờ đi học, Mai còn phải thay mẹ lo lắng cho các em về mọi phương diện. Cuộc sống không sung túc nhưng cũng tương đối thoải mái. Mặc dù còn đi học, Mai chưa dám những lời tỏ tình của ai cả, nhưng Mai cũng thấy có cảm tình đặc biệt với một chàng sĩ quan bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Nghe đâu sang làm nhiệm vụ tại vùng 2, tuy chàng không hào hoa, bảnh chọe, nhưng những anh chàng không quân mà Mai thường thấy theo đám nữ sinh của trường Mai, nhưng chàng bộ binh này có một vẻ phong sương, đúng là một người lính thứ thiệt, với bộ râu mép và bộ đồ lính vương bụi đỏ của các vùng đồi cao nguyên. Chàng đúng là mẫu người được sinh ra để bảo vệ quê hương và dĩ nhiên cũng để bảo vệ cho phái yếu như Mai. Trong một lần về phép, đón Mai ở cổng trường, chàng đã dúi vào tay Mai một lá thư. Ngoài lời tỏ tình rất chân thành, chàng còn tặng Mai một bài thơ mà sau bao nhiêu biến cố Mai vẫn còn nhớ nguyên văn. Gửi người em gái, em biết không, người chiến sĩ xa trường chưa vào đời phải từ già văn chương, mang trên vai nợ non sông tổ quốc, ra chiến trường để bảo vệ quê hương. Hôm gặp em giữa trưa nắng cổng trường, bóng dáng nhỏ ôi đẹp lại dễ thương, anh như thấy cả trời xuống rực sáng, hồn chiến sĩ trong giây lát vấn vương. Anh ngày đêm vùng đất đỏ miệt mài trả nợ nước, làm sao có ngày mai. Nhớ thương em nàng nữ sinh diễm tuyệt, xin tặng em cả bộ đọa trên vai, mong một ngày quê mẹ sẽ thanh bình. Em càng lớn trộ mạ lại càng xinh, anh xin phép cùng em bên thánh giá để khẩn cầu ngôi hai cho phép mình. Nụ hoa tình yêu vừa chớm nở trong lòng, Mai còn đáng say sưa với chút men tình vừa dậy, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 tập tới, chàng trai phong sương kiêu hùng mà Mai tưởng rằng sẽ có thể trao trọn tình yêu cho chàng đã bị bắt, bị lưu đày trên rừng thiêng nước độc ở phía rừng Bắc Việt và không hẹn ngày về. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Mai phải nghỉ học ở trường một thời gian. Sau đó, vì hoàn cảnh đất nước còn nằm trong giai đoạn giao thời và vì còn cần nhiều người làm việc nên Mai cũng xin được đi học lớp cán sự điều dưỡng rồi đi làm việc ở một bệnh viện. Tuy nhiên, cuộc sống của những miền Nam chúng ta vào giai đoạn đó rất khó khăn về mọi phương diện. Phong trào vượt biên vượt biển càng lúc càng nở rộ. Thân mẫu của Mai là một người phụ nữ rất kiên cường, gan dạ. Bà đã từng tuyên bố với các con rằng mẹ đã chạy trốn cộng sản từ Bắc vào đây. Mẹ muốn đưa tất cả các con đi trốn tụi nó một lần nữa. Nhưng rất tiếc, nước mình không còn chỗ nào để đi nữa. Vậy các con, đứa nào có phương tiện, cứ việc lên đường, không thể sống với bọn Việt Cộng được đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ một người con gái mơn mởn đào tơ, có bao nhiêu chàng thi nhau sắm đó. Cuộc sống của Mai lúc đó thật chán nản. Người xưa cũng biệt âm vô tiếng, Mai muốn kiếm phương tiện ra đi, mặc dù cũng biết phía trước là nguy hiểm gian khổ,
nhưng hàng ngày phải nhìn thấy những khuôn mặt khó ưa, cuộc sống lại khó khăn trăm bề, tuổi xuân mỗi lúc mỗi phai tàn. Nhiều tính nón cối cứ gạ gẫm, nhưng làm sao mai có thể mê nổi cái loại người cộng sản Bắc Việt nón cối đó. Mà chính mẹ Mai đã muốn cao chạy xa bay. Đầu tháng 4 năm 1984, nhịp máy tới, nếu chịu chi Mai chỉ phải trả một cái vàng thay vì hai cây như những người trước đã đòi. Là một người con gái siêng năng cần kiệm, Mai đã dành dụm được một ít, cộng với số vàng mẹ cho vay mượn thêm, Mai còn tạm đủ chi cho người tổ chức chuyển ra đi định mệnh này. Lợi dụng vào thời điểm bọn cầm quyền Việt Cộng lo tổ chức ngày mừng cái gọi là đại thắng cướp nước của chúng, chúng sẽ lơ là trong việc kiểm tra sinh hoạt của người dân. Người tổ chức chuyến vượt biển hẹn Mai ở một địa điểm tại ngã tư Bạch Hiền. Người đàn ông hướng dẫn viên khoảng 30 tuổi nói nhỏ vào tai Mai, cứ theo ông ta và đừng nói gì hết. Kể từ thời điểm đó, lúc thì đi bộ, lúc thì đi xe, Mai cứ theo ông ta như một cái bóng, cho tới khi tới vùng có tên gọi là Rạch Sỏi thuộc tỉnh Rạch Giá. Sau đó Mai được đưa vào một căn nhà bỏ trống. Ở đó đã có sẵn mấy chục người đang chờ, nằm ngồi ngổn ngang, người nào cũng ngỡ ngác hoang mang. Từng toán rồi từng toán được từ từ đưa đi ra tàu, tới gần sảng mới đến phiên Mai. Nhóm của Mai gồm có 5 người, là những người cuối cùng ra bến đợi. Sắp ra tới nơi thì có tin những người đi trong đêm đã bị bắt khá nhiều, chuyện đi dự tính bị hủy bỏ. Ai nấy cũng sững sờ, buồn khổ và thất vọng. Một người trong nhóm khá lớn tuổi, có lẽ là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến gần người hướng dẫn viên nói: tất cả anh chị em còn lại đây đều xa lạ với vùng đất này. Nếu các anh bỏ họ bơ vơ ở đây thì họ xoay sở ra sao? Cuối cùng nhóm của Mai cũng được cho ra tới bến bãi để lên tàu. Con tàu thay vì chứa được 50 người thì giờ này chỉ còn 22 người, kể cả ông chủ tàu và một sĩ quan hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũ làm tài công. Khi đã yên vị, có chỗ ngồi tương đối thoải mái, Mai đưa mắt đảo qua một lượt để quan sát những người có mặt trên tàu. Ông bà chủ tàu khoảng trên 50 tuổi, chàng sĩ quan hải quân làm tài công đang điều khiển con tàu có vẻ khá thành thạo. Nghe nói mới ra trại được một năm, tuy không còn phong độ hào hoa như thời còn trong trang phục của một chàng sĩ quan hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng tạng người cao lớn, vẻ mặt cương nghị của chàng cũng đã gieo vào lòng Mai một mối cảm tình như nàng đã có với người xưa. Ba người đàn bà khác cùng trạc tuổi Mai, còn lại toàn là đàn ông con trai. Mai là thiếu nữ đẹp nhất trong bọn, mặc dù trước lúc ra đi nàng đã bỏ lại những trang phục mà nàng ưa thích. Hàng ngày nàng vươn vai cho dạng gân cốt, hít một hơi dài không khí trong lành của biển khơi. Nàng mường tượng giá chuyến hải hành này là một chuyến du ngoạn trên một chiếc tàu hải quân của phe ta, bên cạnh có chàng sĩ quan hải quân đang điều khiển con tàu thì hãy biết mấy. Mặc dù nàng cũng có nghe phong phanh là đàn bà không được phép xuống tàu hải quân, còn đang thả hồn vào những giấc mơ mộng phi thực tế, thì từ đằng xa một con tàu xuất hiện từ từ tiến lại, mỗi lúc một gần, tưởng có tàu đến cho qua giang vào trại tị nạn. Không dè, bên bong tàu đang bay phần phật một lá cờ Việt Cộng màu đỏ chói với ngôi sao vàng một lúc một hiện rõ.
Các con tàu tội nghiệp xôn xao, ai nấy đều sợ hãi. Nhiều người đã rướm rướm nước mắt. Không tới 10 phút, chiếc tàu của phe Việt Cộng thắng trận đã cập sát mé tàu của Mai. Bọn hải giám nhảy sang lục vấn, ai là chủ tàu? Chủ tàu đã bị bắt. Một người trả lời, ai là tài công? Tài công cũng bị bắt. Sau một hồi chất vấn lục soát, tên trưởng tàu hải giám hất hàm hỏi, muốn giải về hay muốn đi tiếp? Ông chủ tàu của Mai sau khi giả vờ bàn bạc với mấy người gần đó, rồi xuống hầm tàu lên, ông đưa cho hắn một gói giấy. Hắn mở ra, liếc coi đút vào túi, ngoắc đồng bọn trở về tàu bẻ lại đi thẳng. Mai được một phen đứng tin, thở phào nhẹ nhõm trước khi nổ máy cho tàu tiếp tục cuộc hành trình tìm tự do. Chàng tài công cũng quay nhìn Mai như thầm nói, có anh đây, em đừng sợ nghe. Một giây bối rối, một chút động lòng như chợt hiện trong tâm trí người con gái đã 20 cái xuân thì nhưng chưa hề thực sự nếm mùi vị tình ái ra sao. Người tài công nộ mậy tiếp tục cho tàu rẽ sóng tiến về phía vịnh Thái Lan, vì đó là con đường gần nhất cho những người vượt biển đi tìm tự do để đến Thái Lan hoặc Mã Lai. Chiếc tàu được trang bị hải bàn, máy móc và lương thực tương đối đầy đủ. Người tài công cùng tỏ ra có tay nghề rất vững, làm cho Mai vừa tin tưởng vừa an tâm. Mai còn vẽ ra trong trí tưởng tượng là nếu được phép với chàng thành một cặp thì có lẽ con đường tị nạn của nàng sẽ suôn sẻ hơn. Hình bóng của chàng sĩ quan hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa với trang phục trắng tươi mà một đôi lần nàng bắt gặp trên hè phố Sài Gòn vừa thoáng hiện trong tâm trí nàng, thì cũng là lúc mọi người trên tàu chồn rộn xôn xao, vì phía trước vừa xuất hiện một con tàu đang rẽ sóng tiến về phía nàng. Bọn hải tặc mỗi người cùng thốt lên một lượt. Khuôn mặt trắng tươi hồng hào của Mai bỗng nhiên đổi màu xanh như một tàu lá chuối. Ôi, một kiếp hồng nhan, không biết đã có bao nhiêu những con người gái thân yêu của mẹ Việt Nam đã gặp hoàn cảnh như Mai bây giờ. Lỗi này do ai gây nên? Bọn hải tặc cho tàu sắt vào thân tàu của Mai, nắm tay súng AK, bốn tên cầm mã tẩu nhảy sang tàu của Mai, bắt mỗi người dồn vào một góc, ra lệnh tháo hết nữ trang, đồng hồ, tiền vàng bạc đưa cho chúng. Bọn cướp biển này chắc là người Thái Lan, vì nước da của chúng không đen như người Mã Lai. Mai còn đáng bán tín bán nghi thì đã bị chúng đẩy đưa qua tàu của chúng cùng với những người phụ nữ khác, một màn hiếp dâm tập thể giữa thanh thiên bạch nhật, một cách dã man tàn bạo vô nhân đạo của bọn người man rợ vào những năm cuối của thế kỷ 20, bất chấp sự van xin đau đớn kêu khóc của những nạn nhân khốn khổ. Bọn chúng cứ thay nhau giở trò giả thú một cách bình thản, không một mảy may xót thương. Cuối cùng thì năm người con gái tội nghiệp của mẹ Việt Nam cũng được đẩy trả lại con tàu của họ với nỗi niềm cái đắng đau khổ và đầy tủi nhục. Trời cao có thấu được nỗi niềm oán khiên này không? Sự kiện tày trời này do ai gây nên? Con tàu và những thuyền những trắng tay vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình trong âm thầm lặng lẽ. Mọi người không ai bảo ai đưa cặp mắt thất thần nhìn sóng nước biển khơi, đôi dòng châu lạ chà. Cuộc đời đúng là bể khổ cho dân tộc Việt Nam nói chung và cho những sinh linh tội nghiệp trên con tàu vượt biển của Mai nói riêng. Phúc bất trùng lai, hòa vô đơn chí, hết bỏ hải tặc này tới quân cướp biển khác.
thay nhau cướp bóc và hãm hiếp những người trên con tàu nhỏ bé mong manh của những người đi tìm tự do. Tất cả là 7 lần những người con gái tội nghiệp của chúng ta sơ ra như những trại nuốt già, hầu như không một ai còn đủ vài giọt nước mắt để tuôn ra trên những gò má nhăn nhúm khô ráp vì đau khổ và vì gió biển. Lần thứ 7, hai tàu của bọn hải tặc áp sát con tàu của Mai. Chúng ào qua lớp trần quần áo của phụ nữ và hành sự tại chỗ không một chút e dè, giống như chúng đang làm những công việc rất bình thường khác. Sau khi thỏa mãn thủ tỉnh, Mai được chẩm để được làm vợ một tên trong bọn chúng và được chuyển sang tàu của chúng. Nhưng tội ác không được dừng lại ở đó. Bỏ mình người giả thủ đó cho hai con tàu của chúng làm thành thể gỗng kìm, rồi hút cho tới khi con tàu xấu xổ với 21 sinh linh chìm hết dưới biển thành mồi cho lũ thủy quái mới chịu bỏ đi. Chỉ còn mình Mai được quấn trong một tấm vải không quần không áo, co ro như con tôm vừa bị lột vỏ, thất thần nhìn bạn đồng hành chơi vơi vật lộn với sóng biển, rồi thay nhau từ từ chìm vào lòng đại dương trong uất hận căm hờn. Tội ác này do ai mà ra? Mai nhắm mắt không dám nhìn thêm nữa, đầu óc quay quần tưởng như muốn điên dại vì sự dã man tàn bạo mà chưa bao giờ có thể hình dung nổi. Chúng cho Mai ở trong một góc nhỏ của con tàu, rồi đi tìm những vị trí có nguồn cả để thả lưới. Thì ra bọn chúng không phải là hải tặc chuyên nghiệp mà là ngư phủ Thái Lan. Chúng vừa đánh cá vừa cướp bóc những con người cùng khổ chẳng may lọt vào tầm ngắm của chúng. Sợ gì chúng phải sát hại những thuyền nhân của chúng ta? Vì chúng sợ lỗ hành tung cướp bóc của chúng. Nhưng cho dù bất cứ lý do gì đi nữa, tội ác của chúng cũng thực đáng kinh tởm và không thể dung tha. Sau khoảng 3 tuần làm vợ hờ cho một tên có vẻ có máu trong bọn, và khi tới thời kỳ vào đất liền để lấy thực phẩm, gã chồng hờ của Mai cho nàng vào một chiếc thùng đựng nước, bỏ theo một ít thực phẩm, rồi thả xuống biển, mặc cho con tàu xoay vần ra sao. Thì ra chúng không dám đem nàng vào đất liền, sợ bị lộ tẩy. Thì ra trời cũng còn một mắt, nên suốt một tuần lênh đênh trên biển trong chiếc vỏ sò đỏ, biển không nổi phong ba. Và rồi con sóng nhỏ hiền lành cứ từ từ đẩy nàng gần tới bờ. Mặc dù có một khúc cây, nhưng Mai không biết trèo chậm chí cả, nên chiếc thùng cứ loay hoay như gà mắc tóc và cứ luẩn quẩn lúc vào lúc ra. Từ nhỏ tới lớn, Mai chỉ biết ăn học và làm những việc nhẹ, cơ thể mạnh khảnh, chân tay yếu đuối thì làm sao có thể chống chọi với đại dương bao la đầy bất trắc. Đang lúc phân vân lo lắng để kiếm cách tiếp cận với bờ thì một chiếc cano chạy tới gần. Mai vội cởi chiếc áo ngoài vẫy lia lịa, nhưng than ôi, khi tới gần nó đã qua vài vòng rồi chạy đi mất. Mai ngồi thụp xuống, nước mắt trào ra, vừa thương tâm vừa giận mình, sao mãi gặp những nghịch tang thương thế này. Nhưng ở kìa, chiếc cano do ông già ban nãy cầm lại đang lướt sóng trở lại. Khi gần tới nơi, ông ta quăng cho Mai một đầu dây. Mai chụp lấy cuốn chặt vào tay, giật đầu ra dấu. Ông già cho cano kéo Mai vào gần tới bờ, chạy thật nhanh rồi buông sợi dây để chiếc thùng của Mai tự lao vào một mình. Vì chính quyền Thái đã ra lệnh cấm không cho công nhân của họ vớt người vượt biển,
Cảnh sát Thái Lan trên bờ đã trông thấy cảnh tượng hãng hữu đó cho xe ra tận nơi đưa Mai vào đồn cảnh sát. Ngày hôm sau, Mai vẫn còn nhớ chính là ngày mùng 1 tháng 5 năm 1984. Sau đúng một tháng bảy nổi ba chìm trên sóng nước bao la, một người đàn bà Thái hay làm từ thiện nghe được tin tức trên đài phát thanh đến đồn cảnh sát xin lãnh Mai đưa vào bệnh viện để khám sức khỏe và điều trị. Một tuần sau, Mai được thông báo nàng đã có thai. Nàng để tay lên bụng, nước mắt tuôn trào, thương cho phận mình, thương cho đứa con vừa được tưởng hình trong hoàn cảnh vô cùng éo le này. Nơi Mai điều trị là một bệnh viện công giáo nên không có chuyện phá thai. Ít lâu sau, Cao ủy quốc tế về tị nạn cộng sản đến phỏng vấn, rồi đưa Mai đến trại tị nạn Songkhla. Đã có rất nhiều người Việt ra đi vào những năm trước đó, hiện đang ở đây. Chỉ mấy ngày sau đó, Mai cảm thấy khó thở. Thì ra, cái thai đã tự nhiên bị đào thải ra ngoài. Cũng còn may, vì một vấn nạn đã được ơn trên xếp đặt an bài. Trong vòng nửa năm ở Thái Lan, Mai đã lần lượt chuyển đi các trại từ Songkhla đến Sikkhiu rồi qua Banak Nikhon. Trong thời gian ở qua các trại tị nạn, Mai được nghe nhiều câu chuyện cũng rất thương tâm cho số phận những thuyền nhân Việt Nam. Những con tàu với 40-50 người lúc ra đi, nhưng chỉ vào tới bờ được 4-5 người mà thôi. Một chiếc thùng phi đã cứu được 6 cô gái. Một chiếc tàu bị bọn mang di mọi rợ phá hủy cho chìm để phi tan. Trước cảnh em gái bị hiếp, một thanh niên nhảy vô sóng mái với hải tặc đã bị chúng dùng dải sắt đánh rơi, hàm dụi ra chỉ còn dính miếng da. Một người chồng thấy vợ bị làm nhục ngay trước mắt cũng liều chết xông vào ăn thua đủ với bọn côn đồ hải tặc, bị bọn chúng đổ xăng đốt cháy, nhưng đã nhanh chân nhảy xuống biển bám vào cánh chân vịt của con tàu. Vì là ngư dân nên anh ta có thể cầm hơi dưới nước khá lâu, cho tới khi chúng bỏ đi mới dám trồi đầu lên. Sau khi bọn hải tặc bỏ đi, chiếc tàu của đám thuyền những này cũng bị hỏng máy, nhưng ý chí phấn đấu với nghịch cảnh của họ vẫn mạnh mẽ. Họ đã cùng nhau làm một chiếc bè, và cuối cùng mọi người trên bè cũng được kéo vào bờ, kể cả người bị đánh rụng hàm và người bị đốt phần lưng. Trường hợp của Mai là một trường hợp quá đặc biệt, nên Mai đã được đặt cách giải quyết sớm, nên chỉ sau hơn nửa năm, Mai đã có mặt tại tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Một người con gái yếu đuối như Mai mà vượt qua một giai đoạn kinh khủng như kể trên mà giờ này vẫn còn tồn tại bình yên thì quả là một sự kiện đặc biệt hiếm có. Trong số mấy triệu người Việt tị nạn cộng sản trên khắp thế giới, kính thưa quý thính giả, không phải chỉ một mình Mai chịu số phận oan khiên nghiệt ngã như trên, mà còn hàng trăm ngàn người con gái khác của mẹ Việt Nam cũng cùng chúng số phận như Mai, mà còn hơn Mai là vì họ đã mãi mãi nằm sâu vào lòng đại dương bao la và mãi mãi không thể ngậm cười nơi chín suối. Chế độ nào, tập đoàn nào đã tạo ra thảm cảnh này? Chẳng cần ai phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này. Vậy mà chúng ta có biết không, đã biết bao nhiêu người mới đó giờ đây đã không còn nhớ gì tới những thành tích đáng nguyền rủa của Việt Cộng. Mẫu truyện nhỏ rất trung thực trên đây được thâu âm rồi viết lại cho trôi chạy, để phần nào được nhắc nhở cho những ai mẫu quên quá khứ mà lại cả tin vào những giọt bùi ngùi gián trá của bọn lưu manh được phần nào thức tỉnh. Kính thưa quý thính giả, trên đây
là câu chuyện vượt biên của chiếc thuyền đưa 22 người xuất phát từ Rạch Sỏi, Rạch Giá vào tháng 4 năm 1984, chạy trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra Biển Đông thì 7 lần gặp hải tặc Thái Lan tấn công, chúng cướp của hạm hiếp và cho thuyền lợn của chúng đâm chìm chiếc thuyền của thuyền nhân, nên chỉ có một người sống sót, 21 người còn lại chìm xuống lòng đại dương. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.